Từ VinFast đến Đạt Bay, xe điện đang thâm nhập vào thị trường theo một công thức, trở thành phương tiện trên các app xe công nghệ. Trước khi công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ra mắt dịch vụ xe ôm điện sử dụng dòng xe VinFast Felix S, những người đặt xe qua Gojek cũng đã có thể trải nghiệm dịch vụ này nhờ sự hợp tác giữa Gojek và Đạt Bay. Ngày 14 tháng 8, công ty cổ phần di chuyển xanh và thông minh GSM do tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập chính thức triển khai dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe máy điện xanh SM Buy tại Hà Nội. Dòng xe được sử dụng đồng bộ ban đầu là VinFast Felix S. Dự kiến giai đoạn tiếp theo, xanh SM sẽ bổ sung thêm mẫu VinFast Evo 200, đồng thời đặt mục tiêu phủ sóng 5 tỉnh thành trong năm nay, với số lượng lên đến 60.000 xe. Xanh SM Buy được ra mắt chỉ 4 tháng sau khi GSM triển khai dịch vụ xanh SM Taxi và xanh SM Luxury với nhiều kết quả tích cực. 10 tuần kể từ khi đi vào hoạt động, dịch vụ taxi điện của GSM cán mốc 1 triệu chuyến, mở rộng tới 5 thành phố, đồng thời công ty cũng bắt tay với 14 đối tác để họ chuyển sang sử dụng xe điện. Theo thông tin trên website, những chiếc taxi điện màu xanh Sign giờ đây đã hiện diện tại 11 tỉnh thành. Khách hàng có thể gọi taxi và xe ôm điện của GSM một cách dễ dàng trên smartphone thông qua app Xanh SM, ứng dụng vừa đạt vị trí top 1 trong danh mục ứng dụng du lịch trên App Store. Ngoài ra, khách hàng còn có thể gọi taxi xanh trên ứng dụng Bi sau khi GSM bắt tay với Bi Group. Theo thỏa thuận hợp tác, GSM còn cam kết hỗ trợ tài xế của Bi Group chuyển từ xe chạy xăng sang xe điện. Sự kết hợp giữa các hãng xe sản xuất xe điện và các nền tảng xe công nghệ. Những thông tin trên phần nào cho thấy sự hưởng ứng tích cực của người dân đối với dịch vụ bằng xe điện trong bối cảnh phát triển bền vững được coi là xu thế tất yếu. GSM không phải đơn vị đầu tiên triển khai dịch vụ xe ôm điện tại Việt Nam. Cùng với những chiếc Felix S do VinFast cung cấp, Ahamu đã cho ra mắt dịch vụ này tại Đà Nẵng từ hồi tháng 11 năm 2022, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của doanh nghiệp thay vì tập trung vận chuyển hàng hóa như trước đây. Từ tháng 3 năm 2023, Ahamu nhận bàn giao 200 chiếc VinFast Felix S để đưa vào vận hành dịch vụ cho thuê xe điện ở Đà Nẵng thông qua website công ty hoặc ứng dụng Ahamu, đồng thời xúc tiến hợp đồng thuê 1.000 xe máy điện từ GSM để mở rộng hoạt động kinh doanh. Thông qua các app xe công nghệ có thể thấy sự hiện diện của thương hiệu VinFast trên đường phố được tăng cường một cách nhanh chóng, trở nên gần gũi và quen thuộc hơn với người dân, tạo điều kiện để mọi người có thể dễ dàng thử trải nghiệm. Bên cạnh VinFast, một hãng xe điện khác của Việt Nam cũng thu hút đông đảo sự quan tâm là Đạt Bay. Sau khi lên sóng Sát Tanh mùa 3 hồi năm 2019 và gây ấn tượng với chiếc xe máy điện mang kiểu dáng bụi bặm đầy cá tính, trước khi những chiếc VinFast Felix S trở thành phương tiện trên app xanh SM, Đạt Bay hồi tháng 5 năm 2023 đã bắt tay với Gojek để triển khai dịch vụ chở khách, giao đồ ăn và giao hàng bằng dòng xe Weaver 2+. Các đối tác tài xế Gojek được cho là có thể giảm chi phí nhiên liệu chỉ còn 1/4 so với xe xăng, từ đó tiết kiệm đáng kể chi phí hoạt động, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường. 3 tháng sau, Đạt Bay tiếp tục công bố ký kết hợp tác với ứng dụng đặt đồ ăn trực tuyến Bemin để triển khai sử dụng xe máy điện trong giao hàng, bắt đầu từ thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, hai bên đã hợp tác thực hiện chương trình trải nghiệm xe máy điện cho các đối tác tài xế và nhận được nhiều phản hồi tích cực. Cuộc chuyển dịch 100 năm mới có một lần. Bên cạnh VinFast và Đạt Bay, một startup sản xuất xe điện của Việt Nam gần đây cũng gây chú ý là Silic Motor. Hôm 20 tháng 7, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã tới thăm nhà máy của hãng này và ngồi thử lên chiếc xe điện Silic Camel được thiết kế chuyên dụng cho giao vận. Ngay từ đầu, Silic Motor đã xác định tập trung trước hết vào logistics, ngành có nhu cầu di chuyển nhiều nhất và muốn tối ưu chi phí nhất. Ông Nguyễn Hữu Phước Nguyên, co-founder và CEO của Silic Motor tin rằng, giao vận chính là lĩnh vực sẽ chấp nhận được sự chuyển đổi sang xe điện đầu tiên. Do đó, không bất ngờ khi Silic Motor hợp tác với hàng loạt hãng giao vận như Lazada, Viettel Boss, DHL cùng những nền tảng xe công nghệ là Bimin và Grab để đưa sản phẩm tiếp cận thị trường. Trong khuôn khổ hợp tác giữa Grab Express và Silic Motor, hai bên đã phối hợp thử nghiệm dịch vụ giao hàng bằng xe máy điện với một nhóm nhỏ đối tác tài xế tại Hà Nội. Sau một tháng, nhóm đối tác này đã di chuyển hơn 30.000 km bằng xe máy điện Silic, ước tính giảm hơn 3,4 tấn khí thải CO2 ra môi trường. Hồi tháng 5 năm 2023, chương trình thử nghiệm tiếp tục được triển khai tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại lễ ra mắt hệ sinh thái xe máy điện của Silic Motor hồi tháng 11 năm 2022, ông Nguyễn Hữu Phước Nguyên chỉ ra hàng loạt vấn đề nan giải đang tồn tại như ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, giá xăng dầu tăng cao. Đặc biệt, Việt Nam có tới hơn 50 triệu xe máy đang lưu hành, thải ra lượng khí CO2 khổng lồ.
Tất cả những điều này là biểu hiện của một cuộc chuyển dịch mang tính lịch sử 100 năm mới có một lần trong lĩnh vực giao thông, lĩnh vực ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống của chúng ta, ông Nguyên phát biểu. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.